Giờ đi ra tới dòng sông Sài Gòn các bạn. Giờ cái con đường chạy theo sông Sài Gòn, giờ quay con đường chạy theo sông Sài Gòn cho bằng xe không? Hôm nay khám phá con đường chạy theo dòng sông Sài Gòn, bên kia thì Mời các bạn ăn sau nha. Ăn sau tiếp tục đi quay. Vô đây mình mua xô, mình đem đồ vô đây để dành ăn đồng. Cái hôm đây là nguyên cánh đồng, không có bán à. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay khám phá con đường mới mở chạy theo sông Sài Gòn các bạn. Ở bên kia là bên kia Bình Dương, còn bên đây là Củ Chi các bạn. Dọc theo con đường này quay cho bạn xem ha. Giờ là tới. Chào các bạn. Con đường này nè, con đường này đi đi ra ngoài sông Sài Gòn các bạn. Đi ra sông Sài Gòn bên kia tỉnh Bình Dương, bên đây Củ Chi các bạn. Đường này đi rất là xa, dòng dòng xa các bạn. Ở đây không biết có ốc không, để quay cảnh coi có ốc không các bạn. Sẵn đi quay con đường đi theo sông Sài Gòn này, sẵn coi có ốc quay bắt luôn, còn không có đi tiếp nữa các bạn. Thì ở ngoài sông Sài Gòn các bạn. Cánh đồng quê không đó. Đây chắc có ốc có cá nhiều, đây vắng luôn, không có không cái nguyên cánh đồng lớn luôn rồi. Con đường xa lắm, không có cái nhà nào hết. Không nè, nguyên cánh đồng, đây là lòng ruộng luôn, đây người ta mới cắt cỏ gì, mới cắt cỏ không. Nguyên cánh đồng là lớn lắm rồi, cái đang cánh đồng lò dôi, cái lò dôi cầu khỉ nằm bút dưới kia bạn, cầu khỉ nằm bút dưới kia, còn này nó nằm ở trên đây. Nguyên cánh đồng này dài lên trên tới xuống chùa luôn. Con đường này chạy cặp theo bờ sông lên cái cầu bự trển bạn, cái cầu mà ngoảnh quay á, đất chạy đi lên, chạy vòng lên cái cầu quay cho bạn xem tiếp nha. Nó chạy con đường này cái chạy hoài luôn đó. Giờ đi chạy nha, chuẩn bị chạy đi. Nhà để
giờ đi ra tới dòng sông Sài Gòn các bạn. Giờ cái con đường chạy theo sông Sài Gòn, giờ quay con đường chạy sông theo sông Sài Gòn cho bằng xe hơn. Này không phá con đường chạy theo dòng sông Sài Gòn, bên kia thì tỉnh Bình Dương, bên đây Củ Chi các bạn. Từ nãy giờ múc trên kia đường mà đi xuống ra tới cái con đường này xa các bạn. Đó giờ bữa ra tới đây tới rồi, giờ quay cái dòng sông cho bạn xem nha. Cái con đường nha, xong rồi các bạn. Đó, sông Sài Gòn. Bên đây bến đò luôn. Đó, có chiếc xuồng. Xuồng bò lá luôn, xuồng nhỏ nhỏ à. Đó là sông nè. Đó nguyên cái con sông. Sông to không? Ở bên kia là tỉnh Bình Dương các bạn. Còn ở bên đây là Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Đó, đó. Đây chứ, ở bên kia nè. Có cái nhà bên kia Bình Dương các bạn. Nè, đó, rồi không gần rồi cho bạn xem nè. Đó. Cảnh đẹp ha. Đó. Bình Dương. Bên kia xong nha. Một bên kia. Đó, xa không? Đi dùm xong nè, lớn không? Ừ, chiếc xuồng nhỏ à. Ừ. À đi hơn giờ mình tiếp tục chạy theo con đường này qua cho bạn xem. À. Nãy đường tỉnh lộ 15 á, ở đường tỉnh lộ 15 bước lên đó mà chạy theo con đường đi ra tới đây xa lắm, cả cột 3-4 cây số mới tới. Mới làm nè bạn, mới làm cọc heo sông Sài Gòn bạn. Đó nè, cọc heo sông Sài Gòn nè, không cọc heo con sông Sài Gòn không đó. Nó giờ mình chạy từ đây mình chạy lên cọc heo con sông Sài Gòn, chạy lên tới cái cầu bên kia luôn cho bạn xem ha. Chạy tới đâu mình ngừng lại, mình quay khám phá cho bạn xem. Con sông là làm bờ kè các bạn, à, cái con đường nè, còn bên đây thì nguyên cái đồng ruộng nè bạn, nó nguyên đồng ruộng luôn, ừ. Tới đây cũng bờ kè, nó nguyên cái đồng ruộng, nguyên cánh đồng ruộng, đó, con đường này chạy lên trển có cầu, hôm nay con đường bự không, làm bờ kè bự chả bá luôn không, đó giờ nguyên luôn, ừ. Đây con sông nè, sông bự. Cặp heo dài tới tỉnh nè, heo cái sắt này dài tới tỉnh luôn, đắt quay cho bạn xem đó luôn nè. Bên kia là tỉnh Bình Dương đó không, tỉnh Bình Dương đó, đây sông bự không, trời bá luôn. Đây ở đứng đây ngắm cảnh mát các bạn, đây làm khu du lịch được các bạn, nó nguyên đồng ruộng này làm khu du lịch, tại nó gần con sông làm khu du lịch hết ý luôn á, không con đường mới mở luôn nè, đường nó mới mở nè. Không, bự cho bá luôn, cặp heo bờ sông không? Nó hai bên cái hành sắt nè, bờ kè luôn. Đừng mở cặp heo con sông Sài Gòn. Đó. Bên đây là làm khu du lịch là ngon á. Yeah. Rất là yên tĩnh luôn. Đó. Không ngọt ngạt đâu, cá bự. Cá trong mắm bự luôn. Không, nguyên cái đồng lượng bướng lớn lắm bạn. Từ ở ngoài tỉnh lộ 15 mà chạy vô tới đây rồi mấy cây số luôn á, tới con đường này nó nguyên cái đồng ruộng này lớn lắm. Đây nếu mà làm khu du lịch bờ kè nguyên con sông, bên kia tỉnh Bình Dương, bên đây Củ Chi, nó khu vực này đất rộng lắm bạn, nguyên đồng ruộng rộng lắm, có con đường luôn mà. Đây bên đây mà chạy lên tỉnh, chạy lên trên tỉnh có cái cầu lớn tỉnh luôn á, con đường mới mở, tại vì ít ai đi nên cỏ lên vậy chứ. À, không, nếu đây mình ấy rồi cái mốt con đường này nó đi đường điện sáng luôn không,
theo cái đường này mất mà đi điện lớn luôn, điện lớn. Tại giờ kiểu đồng ruộng không, chưa có nhà, chưa mới làm đường nên chưa kéo đường. Cái mốt mà thấy nào cũng kéo điện. Thấy không? Thấy đâu, chào các bạn. Hôm nay ra về dòng sông mình đi khám phá con đường chạy theo dòng sông Sài Gòn mà bên kia tỉnh Bình Dương, bên đây Củ Chi. Hôm nay tới đây mình ghé cho mình ăn chút các bạn. Ăn nước sôi với uống nước rồi tiếp tục đi nữa các bạn. Ăn giờ ngồi xuống. Ăn sôi nữa bạn. Đó, các bạn ăn sôi nha. Ăn sôi tiếp tục đi quay nữa các bạn. Đứng theo bờ kìa. Vô đây mình mua thô, đem đồ vô đây để dành ăn bạn. Cái hôm đây là nguyên cánh đồng quê, không có bán, ai bán gì hết bạn. Có khi mình đi vô đây mình phải mua nước, đồ ăn, thức ăn mình đem vô đây. Cái trong đây giờ nguyên cánh đồng lớn lắm. Đi ra mà quán nó xa, mình mua vô đây để ăn nha. Có anh chị muốn vô đây tham quan đi cho thì ở ngoài mình mua đồ ăn trước. Dâm nước là theo. Chuẩn bị đồ ăn đến nước rồi mới đi vô đây nha các bạn. Chứ vô đây là nguyên cánh đồng luôn, không có ai bán gì hết. Nên mình đến trong sáng mình đi mình có mua thôi. Để ra mình nước thêm nữa uống. Nó mình đem dụng cụ vô đây. Muốn đi vô đây không quan đi chơi vô đây thì mình đi theo. Tại vì ở đây nguyên cánh đồng lớn lắm, chưa có nhà ai hết. Con kia là tỉnh Bình Dương. Đây Củ Chi mà tạm nguyên cánh đồng ruộng lớn. Đây để ra nhà xóm là xa lắm bạn. Ra cái xóm nhà xa lắm. Trước khi mình vô đây á, mình chuẩn bị đồ ăn nước uống, mình mới đi. Nóng mà thôi. Để những chút ăn nữa các bạn, mình để dành. Giờ uống miếng nước nha bạn. Nước theo bạn. Đó, đi vô đây phải đem mình nước với đem đồ ăn theo các bạn. Chứ đây thì đào sớm xa lắm. Rồi. Các bạn mà muốn đi theo con đường cặp theo bên sông Sài Gòn đây á, thì ra cánh đồng quê ở đây thì các bạn phải đem nước để đem thức ăn theo. Chứ ở đây đi ra ngoài sớm, đi ra ngoài quán thì nó xa lắm. Nên đây là nguyên cái cánh đồng quê, con đường mới làm nên chưa có nhà ai đây hết. Tại nó làm ở đây, còn hồi đó đây không có đường ruộng không mình. Nên giờ làm con đường còn lợi rồi chưa. Vài cánh đồng từ ở ngoài này đừng đất đỏ chạy vô đây. Mình đi mình chuẩn bị chai nước với đồ ăn theo các bạn. Tại đây mới làm con đường nên chưa có nhà ai hết. Làm băng ngang qua cái nguyên cái đồng ruộng lớn lắm với cặp theo bờ sông nên chưa có nhà ai. Nên mình cứ đem nước theo, đem đồ ăn theo để mình đi khám phá theo cái dòng sông, con đường theo dòng sông Sài Gòn. Bên kia là Bình Dương, mình đây Củ Chi bạn. Rồi tiếp tục đi lên đường các bạn. Oh,
tới cặp theo con đường tới cái cầu đó bạn, cầu to lớn đó. Cầu này con đường mới mở làm con đường bự, làm cái cầu bự đừng làm con đường đúng không, đừng xe chạy mà đó, cầu bự to không, cầu theo sông Sài Gòn không, không. Cái cầu cái nè chữ cầu luôn đó, đó. Lớn lắm nè, cầu bự to không, cầu to không thiếu luôn đó. Bên đây sông Sài Gòn nè, đó, sông Gòn nữa không? Đó, sông Gòn. Đó, cầu to nữa không? Đó. Ừ. Ở đây. Đó. Cầu bự to luôn. Đó, giờ mình tới cầu thì các bạn dọc theo sông Gòn, cái đoạn đường này mình quay tới đây, mình tới đây xin tạm dừng bị déo khúc con đường này các bạn, rồi tiếp tục mình quay tiếp con tiếp tục con đường khúc chiếu dưới kia bạn, tại vì quay khúc này bị déo cũng dài rồi, hồi tới đây tạm dừng bị déo nữa do đường kính sông chưa vô lấp bóng đai các bạn, xe phóng phá con đường theo dòng sông Sài Gòn các bạn, bên kia tỉnh mình vô bên đây Củ Chi các bạn. Giờ kết thúc, xin chào, hẹn gặp lại sau. Quay khúc đoạn này còn tiếp tục quay khúc đoạn tiếp theo nữa các bạn. Không phải con đường tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại sau. Bye bye.